huyện Khoái Châu cần xây dựng những tuyến đường có tính liên kết vùng, tạo lực đẩy để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đón các nhà đầu tư lớn về công nghiệp, dịch vụ vào địa bàn. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu sáng nay về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2022. Năm 2021, giá trị thu 1 hecta canh tác của huyện đạt gần 230 triệu đồng, có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, giải tỏa được hơn 500 trường hợp vi phạm theo kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó có 412 vi phạm trên đất nông nghiệp. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện là hơn 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 là gần 200 tỷ đồng. Đối với các dự án khởi công năm 2022, huyện đang đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp thời giải ngân nguồn vốn được phân bổ. Khoái Châu cũng tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh và huyện, trong đó có các khu công nghiệp và dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Huyện Khoái Châu kiến nghị một số nội dung như tỉnh sớm thông qua chủ trương thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện để sớm triển khai giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, có cơ chế đặc thù đối với dự án chăn nuôi xa khu dân cư nằm trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất. Tỉnh sớm ban hành hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tỉnh quan tâm bổ sung giáo viên và nhân lực y tế cho trạm y tế cấp xã, tiếp tục bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ kinh phí để phục vụ cho huyện giải phóng mặt bằng. Tỉnh quan tâm hỗ trợ cho Khoái Châu đối với cả các công trình đầu tư công mà đã được tỉnh đưa vào danh mục để tạo điều kiện cho Khoái Châu có cái tính khả thi cao nhất, quan tâm giúp cho Khoái Châu các cái khu công nghiệp, ví dụ như khu công nghiệp Tân Dân, khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, rồi cụm công nghiệp Tân Dân, rồi cụm công nghiệp Đông Khoái Châu cũng có cái giải pháp hữu hiệu nhất để cho các khu và cụm công nghiệp này sớm đi vào hoạt động. Đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã trả lời những kiến nghị của huyện và đề xuất một số ý kiến về xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi xa khu dân cư, công tác quy hoạch để triển khai dự án giao thông, cụm công nghiệp, phát triển dịch vụ đô thị, du lịch sinh thái, đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phải triển khai cái việc cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp, có nghĩa là cấp đổi. Giải phóng mặt bằng mà các anh không làm được tốt cái việc cấp giấy chứng nhận thì chắc nữa các anh sẽ gặp khó khăn thôi. Chưa quy chủ được, chưa được xác định những nguồn gốc cụ thể thì đây là việc khó khăn. Cho nên là phải cần tập trung. Khi mà công nghiệp rồi thu hồi giải phóng mặt bằng nó chưa căng thì chúng ta ngay bây giờ đã phải chủ động trong cái việc mà xác định lại cái nguồn gốc đất. Sau này chúng ta sẽ không phải đối diện với cái xung đột lợi ích lớn nữa. Tôi thì ủng hộ cái quan điểm theo 93A, có thể chúng ta sẽ phải tính toán tới các cái giải pháp về hình sự. Khi mà cưỡng chế giải phóng mặt bằng của mấy hộ dân mà liên quan đến 5 cái doanh nghiệp mà thu hút vào cái chỗ dân tiến ấy, đầu tiên là cực kỳ căng. Nhưng khi mà tôi tuyên bố là sẽ củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý hình sự thì là dịu bớt ngay. Một câu hỏi đặt ra là nông thôn mới thì trạm y tế phải có bác sĩ. Nhưng trạm y tế có bác sĩ thì nếu mà để đưa bác sĩ chính quy thì càng không có rồi. Mà kể cả những bác sĩ không chính quy thì cũng rất ít. Lượng công việc, thời lượng công việc ở trạm y tế nó không nhiều, nó không chưa phát huy được. Phải kết hợp nhiều giải pháp. Trong đó kể cả cái phương án mà điều động luân chuyển vì bác sĩ là viên chức rồi. Viên chức là phải thực hiện theo luật viên chức. Tức là chịu sự điều động luân chuyển của cơ quan quản lý nhà nước. Thì trước mắt để đạt cái tiêu chí nông thôn mới mà không còn lợ nữa thì đào tạo 4 năm nữa mới ra được một người. Bác sĩ thì phải thực hiện cái việc luân chuyển. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của huyện Khoái Châu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quyết liệt thực hiện kế hoạch số 93A, giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, Khoái Châu vẫn còn những hạn chế về thu ngân sách, thu nhập đầu người còn thấp, việc tạo nguồn vốn phục vụ xây dựng cơ bản chưa cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới, Khoái Châu sẽ tiếp tục đón nhiều dự án vào địa bàn khi những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh hoàn thành. Vì vậy, huyện cần có sự chuẩn bị các điều kiện tốt nhất. Quy hoạch của Khoái Châu cần phải điều chỉnh lại. Khi mà Khoái Châu quy hoạch thì các đường mà nằm trong quy hoạch đó chưa được đầu tư.
Nhưng mà tới đây tỉnh sẽ đầu tư. Vậy sao? Thứ nhất là ta có cái đường kết nối di sản chạy ra qua Khoai Châu. Vậy là các đồng chí phải có đường kết nối trên đường đó. Mà kết nối đường kết nối di sản để ta tạo thuận lợi nhất cho giao thông phát triển. Thì bên cạnh các đường kết nối đấy thì các đồng chí phải quy hoạch là các điểm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh để ta có điều kiện phát triển công nghiệp, ta chuyển đổi. Đấy, cái đó phải thay đổi lại cái tư duy cái đó. Đường kết nối di sản thì kết nối ra đấy thì có đường cầu Bến Yên Mỹ qua Khoai Châu, tất cả nằm hầu như nằm trên địa bàn Khoai Châu và kết nối với đường kết nối di sản thì tỉnh đã đầu tư. Cạnh con đường này các đồng chí quy hoạch đất sản xuất kinh doanh cho tôi. Đấy, và các khu các cụm công nghiệp cho tôi, rồi cụm công nghiệp, khu công nghiệp rất khó khăn nhưng cứ để đất sản xuất kinh doanh. Có điều kiện người ta sang khu công nghiệp thì một bước rất là dễ, sang cụm công nghiệp thì cũng rất dễ, không thuận lợi cho tỉnh quyết định thôi. Như cứ để đất sản xuất kinh doanh đã để cho nó thuận lợi. Cái thứ hai là đường, thứ hai là đường song hành với đường vành đai 4 trên đường của tỉnh ấy, đường gom ấy, thì ta lại kết nối giao thông với lại đường song hành đấy. Nếu ta có điều kiện thì ta cứ quy hoạch ta để đấy đã. Xong bên cạnh các cái vị trí đấy về được cái đường song hành vành đai 4 ấy thì ta cũng quy hoạch các đất sản xuất kinh doanh. Đấy là thứ nhất là sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai là sau cái đất sản xuất kinh doanh thì chỗ nào giao thông không thuận lợi nhá thì quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong xây dựng nông thôn mới, Khoai Châu cần phải điều chỉnh lại nghị quyết, phấn đấu năm 2025, 100% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, huyện cần sớm rà soát lại các chỉ tiêu để đăng ký với tỉnh và bắt tay ngay và thực hiện từ quý 3 năm nay. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà Ủy ban tỉnh đã có cái kế hoạch. Và theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau này là cũng vậy. Tất cả đường tỉnh, đường huyện là phải tối thiểu phủ là 70%. Đưa tất cả các hội đoàn thể vào cuộc và huy động nhân dân. Mà chỉ có nhân dân làm thì mới xong được. Thì nhân dân sẽ góp công, góp sức để tiếp tục ta trồng cây nối dài. Các đồng chí phải rà soát tất cả các tiêu chí. Nếu nông thôn mới nâng cao có bao nhiêu tiêu chí, tất cả các xã, có 24 xã một thị trấn đúng không, thì ta xem là thiếu tiêu chí gì thì ta làm cái đó. Huyện có bao nhiêu, tỉnh hỗ trợ bao nhiêu, chứ đừng có trông chờ tỉnh nhiều quá, tỉnh chỉ một phần thôi. Thế sau đó là nông thôn mới kiểu mẫu lại thêm cái 4 tiêu chí nâng cao nữa, thì vậy là ta thiếu cái gì thì ta lại liệt kê nó ra. Huyện làm cái gì, tỉnh hỗ trợ cái gì thì nó phải rõ thế và chia từng năm. Như vậy thì ta mới ra một cái bài bản thống nhất thì ta mới xây dựng được đến về đích, là đến năm 2025 ta mới về đích. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cơ bản đồng ý với một số đề xuất kiến nghị của huyện Khoai Châu và giao cho các sở ngành hướng dẫn giúp đỡ huyện thực hiện. Đấy là cái quan điểm như thế thì mới phát triển được.